hỏi giùm không không anh là người đi chặt hay gì cần giúp đỡ gì không không chịu giao tiếp với mình không mà bác ơi làm lại lần nữa coi. Tôi đến đây giúp đỡ thôi à. Chào. Chào nghe. Gì? Mắc lại hả? Dạ, Lâm Nguyễn TV xin mến chào ông bà bác anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thành tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Tiện bảo bác ơi, trở lại khám phá những câu chuyện tâm linh, khám phá những căn nhà hoang, những nơi hoang vu. Hiện tại Lâm đang ở thuộc về thành phố. Đây là nghĩa địa An Bằng, một trong nghĩa địa nổi tiếng nhất ở vùng Huế nha. Những kiến trúc rất là đẹp và những có câu chuyện tâm linh rất là nhiều. Hôm qua Lâm đã giúp được một cái dòng nữ chết trôi sông rồi. Này Lâm trở lại vị trí này, coi có cái dòng nào không để mình tìm kiếm, mình giúp họ nha. Giờ Lâm thì mình sẽ đi vào những trí khu vực này nha. Xe Lâm thì đâu đó rồi. Bây giờ Lâm sẽ lăng thang tìm ở đây nha. Coi có cái dòng nào không. Những cái ngôi mộ kiến trúc rất là đẹp nha. Sẽ lên đây luôn. Này, có duyên mình gặp dòng lại rồi. À, sẽ cố gắng mình giúp hết tất cả cái dòng này đây nha. Thấy quá.
Đấy. Kỳ đó. Dưới cây gì đây kìa, thấy không? Mình xuống dưới đây mát mát thôi, có thấy không? Sao mình khi mình tìm không thấy ta? Kỳ. Thống mẹ xuống đây đi. Trên mộ không thấy, đi kiếm xuống đây nè. Như khi trời mát nè. Chẳng thấy con ma nào chứ. Nắng thì muốn chết. Ui, trời ơi kìa, kìa không phải bắt, thấy không? Kìa, 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 kìa. Thôi mình lại mình giao tiếp thôi coi. Xin chào. Ai đó? Chào nghe. Ai vậy trời? Ở trong hồn không? Anh là người. Gì vậy trời? Ai vậy? Cần giúp đỡ gì không? Không tiệu giao tiếp với mình không hả bác ơi? Làm lại lần nữa coi. Tụi đến đây giúp đỡ thôi à. Chào. Chào nghe. Gì? Mắc lại hả? Mắc. Dữ gì? Nó hả? Ngay vậy à? Chơi với bà mới được, giỡn mặt cả con quỷ này. Này hả mày? Không dự giao tiếp hả? Lì hả? Người thấy sao á? Thôi chắc. Ủa? Nó mất tiêu rồi. Ôi ơi. Nó thấy nó đây mà. Không biết đâu ta. Thì kỳ. Thì làm sao ta? Nó không bao giờ giao tiếp với mình. Nhưng mà làm sao đây? Thôi bây giờ mình sẽ đặt cái bàn nghi thức để mình cúng cho cái dòng này. Rồi chút xíu nữa mình sẽ giao tiếp sau nha. Mình sẽ tìm vị trí nào đó. Vô chỗ nào sạch sạch đó. Mình đặt nha. Trống trống mà đặt rồi nè. Lấy đồ đúng không? Rồi. Nó không mất tiêu rồi. Bây giờ thì mình sẽ đặt cái bàn nghi thức kia. Cúng vô giọng nó biết đâu nó nghe mình sao mà mất. Như khi nó đói á. Mày đi. Này.
Đây. Thì ông Mậu bác ơi, nó mới dí rồi nó, ông Mậu ơi. Trời trời, con quỷ này cũng đang chân cho mà con không ấy nữa. Mày chuyện này mày ra nữa mày chết với tao. Quỷ cái không giữ thôi mày. Cũng gian còn dí nữa. Dĩa mình mổ bên nhà này. Nên mọc mà luôn nha. Đến. Biến mất rồi mà bác. Quỷ. Mình đứng qua đây đi cho chắc ăn. Hơi đến mày hai con quỷ cái cho mày ăn mày quậy tao hả? Chơi trò trốn tìm thôi, biến ra biến vô hoài, mày định mày rồi những biến được dẫu ha, quỷ cái. Thôi mình cúng cho nó ăn đi, chắc ra nó hàm ăn lắm rồi, đói lắm rồi. Không biết sao nó dữ quá trời quá đất, quỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thâm Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô Cố Hương Linh Gia Chủ Thổ Thần Thổ Địa các chư vị thần ở đây. Đặc biệt là cái dòng cái thời nè. Lúc ẩn lúc hiện hận lỷ gì nữa không biết á. Tôi bài cúng nè. À dùng nồi tôi giúp đỡ cho nghe, để dí nữa nghe mệt quá. Giờ mình tạm lưu đi thôi coi. Có cái chuyện gì xảy ra quỷ này thì coi như là mày tiêu mày rồi, tao sẽ đặt mày tiêu. Mày lọt vào khu vực này coi như là mày tiêu đời mày rồi. Mày lọt vào địa bàn này coi như là mày xong mày rồi đó con ơi. Thời tiết ở vùng quê này thì nắng nóng lắm. Mày khỏi rút nhang cũng được. Cũng có bánh, có đồ cho tao là được rồi. Tao đâu cần nhang đâu. Nóng quá tao khử không nổi.
Nóng quá. Nãy giờ ngược nó chạy vòng vòng mình cũng đuối. Mệt thật. Thời tiết nóng mà còn ngược nó chạy vòng vòng nữa, thật là đuối chứ. Rằm tháng 7 năm nào bọn vong hồn của chúng tôi cũng no say, no đầy cái bụng. Tại vì nhà nhà họ đều đem đồ đến cúng cho người thân của họ. Ăn mấy ngày này, tháng này, ăn trọn cái tháng này thật sự là nó rất no. Thì rằm tháng 7 mà. Tháng 7 là cái tháng mà ở cửa địa ngục mở ra cho những cái vong hồn chúng tôi đi về thăm gia đình người thân đó. Trong vòng được hưởng niềm vui như vậy trong vòng đúng một tháng đấy. Qua cái tháng 7 này rồi thì cửa địa ngục đóng rồi thì chúng tôi lại về nơi ấy nữa rồi, lại về với cõi âm ti nữa rồi. Trời. Thì cái tháng này ở dưới nó cứ lên nhiều lắm. Nào là được về thăm gia đình người thân. Tôi nghe bạn bè tôi kể là như vậy. Còn tôi thì trước giờ tôi chưa từng về tới cõi âm ti nên tôi cũng chưa có biết. Tôi nghe những cái bạn mới của tôi từ cõi âm ti trở về thăm gia đình thì họ nói với tôi như vậy. Họ được về thăm gia đình vợ trên trần thế này vui chơi. Đến hết rằm tháng, đến hết tháng 7 này thì cửa địa ngục đóng lại, thì bạn của chúng tôi đi về dưới nữa rồi. Ôi, nghĩ tới khi mà bạn tôi về dưới thì còn lại mình nên tôi chắc buồn lắm. Từ khi mắc tới giờ tôi chưa biết cái cõi âm ti là gì. Tôi chưa từ hồi xuống dưới tôi chưa biết. Tôi chỉ nghe bạn bè tôi nó kể. Có khi nào ngày ấy tôi chết dương thọ tôi nó chưa tặng, cho nên là tôi chưa có đi về cõi dưới sao ta. Cho nên là tôi còn dắt dưỡng ở trên cái dương thế này. Ủa mà sao ta dắt dưỡng trên dương thế này sao mà 30 năm rồi sao mà tôi chưa có biết cõi âm ti là gì, kỳ vậy ta. 30 năm lưu lạc ở trên trần thế này thì nghe về cõi âm ti nó cũng hơi lạ lạ. Chắc có lẽ là ngày ấy cái số của tôi chưa có tặng. Chắc có lẽ là chưa có ai đưa tôi đi về dưới. Cho nên linh hồn tôi mới còn ở trên này tới 30 năm. Chắc có lẽ là vậy. Cái bầu trời nó nóng bức 40 mấy độ, 50 như thế này mà tại sao nó lại đến cái nơi vùng này làm chi? Cái vùng mà cát trắng như thế này mà nó để tìm tòi đến nơi này để làm cái gì vậy? Không biết. Hết chỗ nơi nó đi rồi nó lại tìm đến vùng cát trắng nơi này nó chơi. Mà vào ngay khu nghĩa địa nó mới ghê chứ. Vào ngay cái thành phố ma quái này nữa mới ghê. Không biết nó từng thấy con ma nào chưa mà nó dám bén mảng vào nơi này. Con ma như chúng tôi mà còn không chịu nổi cái thời tiết như thế này, huống chi cái con ngừ. Huống chi là cái con người mà nó lại tìm vào cái nơi này. Con ma mà còn không chịu nổi đi.
ngán quá, no quá. Cái vùng nãy giờ tao đã no lắm rồi. Tại vì á, lúc mà rằm tháng 7 này á, thì người ta cúng cu hồn nhiều lắm. Cho nên là cu hồn như chúng tôi là hưởng được cái tháng này no nê, không có sợ đói trong cái tháng này. Tháng này nhà nhà đều cúng, ai ai cũng cúng, người thân cũng cúng. Cho nên trong hồn của chúng tôi rất là no ấm lòng. Ta định vài hôm nữa ta đã tìm nơi cái nơi khác ta chu cư ngụ. Ta dùng no xong rồi ta kiếm chơi đào đó, ta định cư ở yên một chỗ, ta không có đi ra ngoài nữa. Sáng nơi này quá nóng quá, chả có một cái bóng mát nào để cho tụi tôi cái chung thân. Ơi quỷ, quỷ cái xin chào. Định bỏ cây xuống đi mày, bụi cây không giữ trời giúp đỡ cũng chẳng rồi đánh người ta nữa. Mày kêu tao bỏ thì bây giờ tao bỏ đây, sao không giữ quá vậy? Đầu đỏ mà còn không giữ nữa. Tại vì ngày ấy tao chết mà sắp quăng nước, cho nên là bây giờ hồn tao nó rất là hung dữ tợn, nhất là gặp những là đàn ông mày ơi. Sao vậy? Tao gặp đàn ông bây giờ tao căm thù lắm. Mắc mớ gì căm thù người ta? Tại vì loại đàn ông nó khốn nạn lắm mày ơi. Giờ tao muốn hỏi bà làm sao bà chết mà tức tối gì vậy? Tao tức tối về đàn ông cho nên lúc nãy tao rượt tao định quánh mày đó. Sao vậy? Sao mà chết? Chết với đàn ông vậy hay sao? Thì 30 năm chuyện của tao là 30 năm về trước. Thì tao đi tắm biển, thấy là tao vừa tròn đúng 30 tuổi. Tao đi tắm biển Nha Trang đấy. Tắm biển Nha Trang, đêm hè lạnh gió, mặt nước vô tình. Hay sao nữa? Con sóng khẽ lời gu. Rồi cái tao tắm biển Nha Trang, tao đi mà tao làm thơ đó, trăng tròn rồi tới mát quá đó. Tao mặc chỉ có hai mảnh thôi, quần xì với áo ngực thôi. Thì trăng tròn thì tao vừa đi tao vừa làm thơ. Làm thơ bài biển của Nha Trang, đêm hè lộng gió, mặt sóng vô tình, con sóng khẽ lời gu. Rồi biết rồi sao nữa? Trời ơi làm thơ. Rồi tao đang đi tao làm thơ như vậy đó mà khuya rồi, người ta đã về hết rồi, chỉ còn mình đến tao thôi. Rồi cái tốp kia nó bốn thằng, nó nhậu say xỉn từ đâu đến đó, nó chạy hai xe bốn thằng, nó gặp tao đi nghiêu ngao trên bờ biển, tao vừa đi tao vừa làm thơ đó. Rồi nó thấy tao ăn mặc như vậy đó, chỉ có hai mảnh thôi, quần xì với áo ngực thôi, thì tụi nó đã có bia rượu trong người rồi. Thấy gái đẹp quá ha. Thấy gái đẹp nữa, tụi nó cưỡng hiếp tao xong, cưỡng hiếp xong bốn thằng, tao làm đâu có lại đâu. Bốn thằng luôn? Bốn thằng, nó cưỡng hiếp xong rồi nó bóp cổ tao chết. Nó bóp cổ tao rồi nó quăng ra bãi biển cho tao trôi đi luôn. Thế là khi tao chết rồi thì cái quan hồn tao nó cứ đi tìm với bốn thằng khốn nạn đó mãi mà không có gặp nó. Tôi có giống bốn thằng đó không mà bà dí tôi? Tao thấy cái tướng mày thì giống, nhưng mà mày cắt cái tiếng nói của mày thì nó không có giống. Gì hả? Vậy là bà dân miền nào? Ở đây là Huế mà bà nói tiếng giống miền Tây giống tôi quá vậy? Tao là người ở Nha Trang. Nha Trang mà bà nói chuyện giống miền Tây quá ha. Tao là người ở Nha Trang. Cho nên là lỡ lỡ phải không? Tao cũng không có gặt gì mấy, cũng lỡ lỡ. Thì khi mà nó cưỡng hiếp bốn thằng đó, nó cưỡng hiếp tao xong thì nó quăng, nó bóp cổ tao chết rồi, nó quăng tao xuống cái biển đó. Thì cái tao chết rồi thì biển nó cứ trôi ập ập, nó trôi mãi. Rồi cá nó ghĩa tao phanh xác phanh hay gì, cá nó ghĩa rút hết trơn. Rã xác hư xác luôn. Rã xác luôn, cá đang mắc mẹ đó rồi.
Rồi hồn lúc đó bà ở đâu, có đi theo xác không? Thì cái hồn khi đó là tao biết tao đã chết rồi đó. Thì còn cái bộ xương nó đã chìm xuống đáy biển rồi. Thì tao biết tao đã chết rồi. Nhưng mà cái linh hồn của tao ngày đây mai đó tao đi tìm những cái kẻ hung ác đó. Sao mà trong đầu tao chỉ muốn tìm bốn cái thằng khốn đó. Thì tao cứ đi mãi. Trong đầu tao nghĩ là phải đi tìm rồi. Rồi cái hồn tao nó dắt dơ dắt dưỡng ở trên cõi thế này đúng 30 năm. Thế lúc đó bà nhiêu tuổi rồi, tên gì vậy? Lần này trước thì tao mới vừa tròn 30 tuổi. Thì 30 năm lưu lạc trên dương thế chứ bây giờ là chắc cỡ 60 rồi. Đúng, đúng không? Tao tên là... Tên gì? Chết lâu quá quên hả? Tao tên là Hoàng Kim. Anh đẹp quá ha. Tên là Hoàng Kim. Cô người gốc ở Nha Trang hay là người ở miền Tây rồi nha, ra Nha Trang ở lâu năm rồi nói lợ rồi ra người Huế này. Miền Tây là Nha Trang lập nghiệp. À. Đó, vào Nha Trang thì lập nghiệp thì cuộc sống thì mưu sinh thì cũng bươn chải dữ lắm mới sống nổi ở cái đất đó. Làm cái gì vậy đó? Thì tao bán cốc ổi mía riêm mía ký rồi đó. Tao bán cho khách du lịch biển đó. Thì ngày ngày tao đẩy xe nước mía và cốc ổi mía ghim tao xuống cái bãi biển đó tao bán. Rồi bán sao không ở ngoài đó bán nè, đi ra tới đây cái gì? Thì tao nói mày đó, tao đi bị bọn ác nó giết tao chết rồi, cái hồn tao nó cứ đi mãi rồi tao đi vô tới đây luôn tao cũng không hiểu. Rồi ngoài đó buôn bán cái gì? Khi còn sống thì tao buôn bán cốc ổi mía ghim cho khách du lịch biển đó. Rồi không có gia đình rộng hết. Không có ai, không có người thân nào đi theo luôn. Thì lúc đó thì tao vào trong quán tao lập nghiệp thì tao đi với một cái người bà của tao. Lúc đó thì bà của tao cũng 65 tuổi rồi. 65 mà thêm 30 năm nữa thôi tao cũng không biết bà tao sống hay chết nữa, tao cũng hết biết rồi. Giờ này mất già chẳng phải mất rồi. Thì vậy thì chú An nhất đâu phải nhìn người biết thằng, tự nhiên tôi đến tôi cúng bà thôi, tôi giết cho bà thôi, tự nhiên cái dí người ta. Tại vì trong cái tâm trí ký ức của tao thì tao hận những cái kẻ hung thủ đã giết tao đó. Cho nên là tao gặp nam giới là tao thù hận, tao căm hận lắm. Như vậy đó, cho nên là tao gặp mày, cho nên tao mới tưởng nhớ lại cái chết đau đớn, thống khổ của tao. Cho nên tao mới dí được mày luôn. Thì bây giờ bà chết quan chết ức, cũng là chết quan chết ức. Bây giờ bà có muốn tôi giúp cho bà được siêu thoát khỏi kiếp quỷ nữa không? Hả? Được luôn hả mày? Được mà, tôi pháp sư cho siêu là chuyên gia giúp đỡ vong, giúp cái ngàn mấy cái vong rồi. Tao cũng nghe bạn tao kể gì nè, bạn tao ở dưới cõi âm ti về thăm người thân với du đi ở dưới cõi âm ti mở cửa cho những cái quan hồn về thăm gia đình người thân trong cái tháng cu hồn rằm tháng 7 này nè mày. Thì tao nghe bạn tao kể đó, thì vui được ngày nào vui rồi qua tới hết tháng 7 là bạn tao đi về âm ti nữa rồi. Rồi bà không đi xuống dưới hả? Không, tao không biết làm sao mà tao nghe âm ti chứ tao chưa xuống dưới tao cũng chưa có biết nữa. Có ai chưa có ai dẫn lên dẫn dắt đi dưới mà cũng chưa có ai kêu mà chưa cũng chưa ai bắt đi dưới luôn. Đúng vậy, chắc ngày ấy chắc tao chưa có tới số đó mày. Chết mặt đầu nổ nữa, tóc hơi vàng vàng nữa thì nó ghê quá mà chết quang không phải rồi. Ở đây có nhát ai không? Không, ở đây tao chỉ đi tìm những kẻ thủ ác giết tao thôi chứ người bình thường là tao không có đụng tới ai. Mấy người thủ ác nó giết chết bà là ở đâu? Ở xứ Huế này hay là ở đâu? Tao không biết nó từ đâu lại nữa mày ơi. Nó không phải nói tiếng nhưng mà mới biết được nó tiếng tao đó. Nghe tụi nó nói tiếng rất là cứng lợ, rất là cứng mày ơi. Tụi nó chắc người phi dùng Huế nào hả? Hà Nội hay là Huế hay là cái gì đó, tụi nó nói tiếng khó nghe lắm. Chắc Quảng Ngãi quá, Quảng Trị quá. Thì tụi nó nói khó nghe lắm. Nhưng mà tụi nó đã có bia rượu rồi thì đập gái đẹp tụi nó không có kiềm chế được đó. Gái đẹp mà con mình đi tắm lựa chỗ nào đông đông có người đi. Tắm ở chuồng ở trần mà kiếm chỗ vắng người bà hay thì cái xấu cái mập nó cũng ăn bà luôn chứ đừng. Tại vì đêm trăng tròn nữa cho vừa đi tao vừa làm thơ cái bãi biển Nha Trang đó. Nó rất là thơ mộng, rất là đẹp đẽ. Bãi biển Nha Trang hay biển đây?
chị Nha Trang rồi tao mới trôi vào chị bên này. Chị là mấy người đó ở ngoài Nha Trang luôn. Đúng vậy. Nhưng mà tao không biết họ là người xứ nào thôi. Nó nói lớn lớn chị lắm. Rồi sau vụ đó có ai điều tra bắt tụi nó chưa là bà không biết luôn? Tao cũng không biết nữa. Lúc đó là hồn siêu phách tán gì rồi. Xương thì nó đã vừa rồi nó đã cá rỉa thân xác. Xương thì nó đã trôi xuống chìm ở dưới đáy biển rồi. Chỉ còn có linh hồn tao thôi. Cho nên là tôi trong đầu cứ đi tìm thủ ác. Cho nên cái vụ đó tôi còn không biết nữa chú ơi. Hết thôi. Biết rồi. Bây giờ có chịu giúp không? Trời ơi, tôi á, nói ông nghe, tôi chuẩn bị đến nơi khác định cư rồi. Trời ơi, ma mà định cư nữa. Tôi định cư đi nơi khác chứ nơi này không thể nào, tụi vong hồn chúng tôi không thể nào chịu nổi. Nắng quá. Nóng quá, vong hồn chúng tôi phải có nóng như thế này, không có đồ ăn thức uống thì chịu không nổi đâu. Tôi dự định tính đi đó. Thì gặp thôi, tôi đi đâu bây giờ? Giờ tôi giúp cho về chùa tu mau đầu thai chuyển kiếp thành người. Muốn làm người không lẽ muốn làm quỷ rồi. Thôi bây giờ ông đưa tôi đưa đi đâu, ông đưa đi bây giờ, tôi chán cảnh tượng này lắm rồi. Chán cái cuộc sống này lắm rồi ông à. Vậy tôi đưa ông bà về chùa bà tu đi, rồi mau chuyển kiếp thành người, làm người mới đi. Dù sao cũng chích qua chích ức thì thôi, đừng có bỏ hận thù đi, đừng có ghét căm ghét gì nữa. Cái số mệnh mình cũng như là cái nhân duyên số mình nó đã tới đây chấm dứt rồi. Bây giờ về chùa thì tôi giúp cho về đó tu, nghe kinh kệ. Hàng ngày ta cúng bánh gì có nè. Rồi có cơm, có trái cây nữa. Bên đây tôi nghèo quá, tôi không nào cúng, tôi cúng vậy thôi đó. Ừ. Nếu mà đồng ý thì tôi giúp cho về ngôi chùa đó tu đi. Để thoát khỏi chỗ này nó nắng nôi. Rồi khói thoát khỏi kiếp quỷ ma, kiếp vong hồn. Rồi lang thang đối khác. Có lúc vô cái mùa này ta cúng nhiều cho ăn. Qua cái mùa khác đói meo răng. Đúng vậy, thì tôi trước khi đi thì tôi thành thật xin lỗi ông vì đã được đánh ông. Ôi không nhầm gì hết á. Tại vì trong cái tâm trí tôi nó còn nhớ đến ký ức xa vời đó. Cho nên là tôi ôm hận tới bây giờ đó mà. Vì thì giờ đi thì đồng ý đi. Thì tôi đưa cho về đó tu để nghe kinh nghe kệ. Rồi sớm có phước có đức để chuyển kiếp thành một người mới. Hy vọng đời sau tốt lành hơn, có người chồng gia đình được hạnh phúc ấm no, sanh gia đình được giàu sang phú quý, khỏi phải đi lông nhông nhông cực khổ quá. Giờ đi thì niệm 6 chữ Nam Mô Phật tôi đi nha. Rồi trời ơn chú, tôi đi đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Đi. Rồi đó ông bà bác ơi, hôm nay hai ngày nay lắm mà lại có duyên có linh lực lại rồi. Gặp được cái vong con quỷ. Mới thì gặp quỷ cái đâu chết. Vô dí chạy ở trời. Hôm ra thì bị bốn tên cướp đó giết chết rồi hãm hại. Không phải cướp hay là gì đó. Ở Nha Trang. Cô ta chết dạt vào đây luôn. Ở đây Huế nha mà bác ha. Cô đồ Huế. Rồi Lâm cũng đã giúp cái vong. Không nói nhiều mất thời gian. Rất mong bà bác hãy ủng hộ kênh của Lâm. Cho một like và đăng ký. Từ đây tới Lâm sẽ chắc lẽ là sẽ mỗi một cái video Lâm sẽ cố gắng giúp được dòng thì Lâm sẽ chia sẻ, còn nếu mà quay không có dòng thì Lâm không chia sẻ nha mà bác ha. Thì hoặc là có những cái cũng tùy cái duyên, nhiều khi có chỉ những chỗ mà hay thì Lâm cũng sẽ chia sẻ cho cả nhà xem. Thường là chủ yếu là kênh mình đi giúp dòng, quay dòng linh thôi. Rất mong bà bác ủng hộ kênh nha. Rồi xin chào tạm biệt bà bác, hẹn bà bác những video sau nha.